đình của Việt Nam cũng quy định như thế nào? Bây giờ là diễn Tuấn đã diễn với rất là nhiều
không biết là đã có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ cũng như là có những câu chuyện gì để kể cho mọi người không? Thật ra lúc đầu á là mê hoặc cũng bị mê hoặc rồi cái tinh thần rồi khi mà làm việc á thì có một các bạn là lúc mà con cái vật của tôi nhé nói là anh già nói là mẹ mất rồi á ở trên cái cảnh cái đó đến tôi nhìn anh á là mình bị phân tâm mình đang diễn cái cảnh rất là xúc động mà mình bị phân tâm mình chứ phải là mình phải đẩy mà là con bé diễn hồi cuốn mình bị cuốn theo và mình mê hoặc cái phân đoạn đó mê say lắm. Tức là bây giờ là đã là một đạo diễn, một diễn viên chuyên nghiệp mà phải học hơn hai đứa bé này để có thể diễn, để có thể biết kịch bản và diễn tròn vai, thì phải thấy ở đây là một cái phim mà mình tin là tất cả các bạn khán giả ở đây khi mà coi các bạn sẽ bị cuốn hút luôn bởi cái sự hồn nhiên, bởi cái sự đáng yêu của hai đứa trẻ này. Và câu hỏi cuối cùng có lẽ là dành cho Will, tại vì thời lượng chúng ta cũng là hơi trễ so với dự kiến rồi. Dạ. Rồi bây giờ là trong qua suốt quá trình đóng phim, Will có một cái kỷ niệm mà đáng nhớ hay không để kể lại cho mọi người nghe, hỏi rất là đơn giản. Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất là kỷ niệm mà ăn bàn tay của em Will. Không, bây giờ mình mở ngược lại, An ơi, em tán em cái bàn tay đó, em tán Will, em có bị đau tay không? Không, em sướng lắm. Em sướng lắm đúng không? Tán là dùng bao nhiêu sức lực ca sinh để tán luôn. Có đỏ mặt không? Em có đỏ mặt không? Ơn nằm dưới tay của mặt. Nhưng mà ra thì cái vai của Will thì Will cảm nhận được đó là cái lúc mà cụ viết kịch bản á thì Will không biết, nhưng mà khi đang đóng xong và xem xong á thì gần như là 80% cái vai vui cũng hoàn thành cái lời những cái ngủ trong đó. Tức là giống như là mình thay vì mình bị toán thì đưa cho người khác bị toán cho mình. MC ơi, đây là một câu chuyện khác nữa rồi. Đó, phải một câu chuyện khác nữa rồi. Hãy để cho diễn viên người ta kể. Thì chúng ta tại vì ngủ, hiện tại thì ngủ cũng có gia đình rồi và cũng có con rồi. Nên cái vai của Will là gần như là một cái bài học rất là ý nghĩa dành cho các ông bố và bà mẹ trẻ khi mà mới có con, là đôi khi sẽ có những lý do không phải là mình cố tình nhưng sẽ làm cho mình quên đi cái nhiệm vụ là cái trọng trách đối với con của mình. Bởi vì cái ngủ thì ngủ gần như là mất khoảng 2-3 tháng ở Sài Gòn, không có về nhà với vợ và con được. Thì đó là cái mà Will cảm thấy là những bài học tiết nhất đối với người viên. Tức là gợi lắm, giống như là gợi lắm cái tình cảm và cảm xúc của mình trong cái vai diễn này, về nhớ về em và nhớ về con. Mình tin là cái thông điệp này cũng sẽ là cái thông điệp chính của bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, để tất cả chúng ta sau khi coi bộ phim này đều yêu gia đình mình hơn, đều muốn ở với lại gia đình, muốn quay trở về với gia đình, ở với những người thân yêu nhất của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn dạ ok dạ bà cô ơi, tại vì mình bị hơi trễ giờ đó cô. Tiếp theo là của MC
bây giờ xin mời vị chồng của cô Kim Diễm lên sân khấu ạ. Một tràng pháo tay cho một bộ phim rất là gia đình và không biết gia đình nào ở trên đây ạ. Xin thưa cô chú, xin thưa các anh chị em, tôi là Lý và tôi là Trung. Hôm nay được danh dự lên sân khấu để lên sân khấu về trước hết là xin có lời cảm ơn các cô chú và anh chị em sự đóng góp hôm nay và nhiệt tình. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ trước khi vào đạo và lời cuối cùng thì chắc bây giờ cho hai bé. Rồi, bây giờ hai con bố lời cuối cùng đi hai con. Nói lớn lên, nói nhanh nè con ơi. Con cảm ơn tất cả cô chú. Và con có tất cả giờ cô chú vô gặp xem phim. Hay quá cô ơi. Ủa con mấy nữa, Cố lên, cố lên. Bây giờ sao? Đứng trên một cái sân khấu, con nói thầy cái cô luôn là lần đầu tiên con được đứng trên một cái sân khấu dẫn mang không khí gia đình nhiều như vậy, và các bạn phóng viên tập trung như vậy, dơ máy cao như vậy, và một lần nữa cảm ơn các bạn phóng viên rất là nhiều vì sự tác nghiệp tuyệt vời ngày hôm nay.